sám giảng người đời của ông sư dạy ban khoai quyển thứ tư hạ quân lục thập nhất niên thầy đã về cõi Tây Phương ấn mình ất sửu phiên quốc chiến chính qua năm đinh mão nam mê đình giao ngôi hàm nghi thất quốc kế thường ngồi qua nơi tây bắc lãnh vòng gian nan các vị quan trân thở than lên non ẩn sĩ cho an một bề tiên hoàng minh chúa ủ ê cảm thương lê thứ mất dòng gian nan tiên dương vào chốn Phật đường bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường Thích Ca nghe tâu khá thương nói cùng mình đây hấn dương mạng rồi Phật còn chưa đánh thành thơi bị đại dư lúa uống gì để vương mình nhớ hồi lúc minh vương liền quỳ đảnh lễ Phật trời tu thân Thích Ca mới hỏi ân cần cớ sao hoàng đế tu thân làm gì minh vương bạch Phật một khi nam trào mất nước tại thì nơi tôi bây giờ tôi biết lỗi rồi quy y cùng Phật cho tôi nói đời Thích Ca nghe nói thường ôi minh vương biết lỗi nước thôi mất rồi nếu mà như muốn phục hồi phải lo tu niệm vậy thời mới an minh vương nước mắt chưa chan cúi đầu lại Phật mình vàng Thích Ca chư Phật xem thấy lụy xa cảm thương Nam quốc còn xa cha rồi nói cùng mình để thương ôi thất thập niên mới lập đời như xưa minh vương nước mắt như mưa cảm thương lệ thứ thế siêu nặng nề chờ cho Nam quốc phục hồi lao đao khổ hại chiến tranh bốn bề thương thay trần hạ ủ ê biết làm sao đành phụ về lê dân như lai lời mới tỏ phân muốn cho ba tánh vạn dân tu trì thời là phải cấy người đi trao truyền ba tánh điều thì thiện nhân cứ lo những việc thấu hiền bán giữ mua lành tai qua khỏi mang minh vương nghe Phật giải tròn lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cây ai như lai Phật tổ Ca ngự tay non đòi đòi Phật Quan Âm truyền cho đạo sĩ chư tăng giả người dương thế giáo khuyên cõi trần quân âm đạo sĩ già rân dưng lời Phật dạy lãnh phần giáo khuyên những
người tàn tật khùng điên, kêu trời ghéo Phật thần tiếng đồng lòng, thất nương lập hội công đồng. Chư thần tuần vạn bốn phương cõi trần, đều vào đánh lễ Quan Âm. Đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi? Chư thần thất vị đều quỳ trần gian, hung ác chẳng vì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi, cho nên mình để sầu bi quy y cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật dạy đánh rành, dạy bảo trần thế kết dành thiền dương. Chứ vì xin chớ giả hờn, để tôi đánh dạy thiệt hơn cho trần. Chư thần nghe dạy ân cần, lui về cung điện thấy trần tuần xem. Thấy trong ba tấm còn thêm, lên tàu ngọc để đặng coi thế nào. Ngọc hoàng ngữ tại điện trao truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiện hung thế nào? Chư thần tâu hết âm hao, tâu qua ngọc để thấp cao cho tường. Cõi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhượng thần tiên. Kêu ông rủa dịch liên liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng ngữ giữa điển châu, sai thần ổn dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành, rải nhiều thứ trái chẳng lành cho dân. Năm ông vội và tỏ phân, tâu quá Phật tổ cứu dân tai nạn. Thích Ca chưa có tỏ tường, có sao chứ vì tâm đường Tây Phương. Năm ông bạch lại Phật tường, ngọc hoàng lĩnh dạy ngũ phương xuống trần. Hãy coi trung ương dân dân, cho nên tôi mới tỏ trần Phật hay. Thích Ca lụy ứa châu mài, thương thay trần thế mắt rài tay ương. Mau mau kịp tới tòa chương, tâu qua ngọc đế xin thương cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân, thứ dùng cho nó tù thân nó nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai lý tình một giờ ra đi. Đổi sang thất vị nương nương, vào chầu ngọc bệ cho ta phân tường. Thất nương vào tại ngọc đường, sắc kê lịnh ngọc đế bài tường thi chung. Hạ quân nay đã muốn cùng, hai kẻ chẳng
kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiêng trời Phật chùa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập am dân. Bên lòng niệm chữ từ bi nữa, sao có Phật dắt đi tỏa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thể chim bao, thay hồn đổi xác biết bao nhiêu đài. Phật còn già kẻ ăn mày, ai mà biết đặng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả giải giả điên, ông thời giả kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi, cho nên mắt phải chịu rài tay ương. Tật nguyện này thiệt khá thương, xin cho bù chỉ các chú ở chợ quê. Thấy giàu nhiều đứa u mê, quyền cao chức lớn nào hề biết chi. Thấy ai tu tánh tu nghi, sáng giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề phước, đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. Cửu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mạng lo lớn chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật chê trời nhiều nỗi thiết tha. Chứ Phật lụy ứa chan hòa, thường thay trần thế lại mà quan âm. Giải bảo trần thế kéo lầm, sửu dần sức thánh lo cầm binh cơ. Binh dần thấy việc ngân ngơ, qua năm đinh mão ngân ơi một hồi. Chồng nam vợ bắt dân ngôi, nói cho trần hạ giữ thôi kẻo lầm. Ai mà thiện niệm nhất tâm, tu nhân tích đức khỏi lầm tay ương. Phật còn chẳng đặng thành thơi, huống chi trần hạ mà an nổi gì. Hết đây đến nước dĩ kỳ, dỗ dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha rồi xuống làng, vũ dân đoạt của Đại Nam tiện trào. Cuộc đời khổ hại biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền rao dân thường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng mê theo đạo quỷ dương làm gì. Như mê theo đạo dĩ kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tâm. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì. Người nam theo đạo dĩ kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đặng làm ma, hổ
hồn khốn thiên cầu ăn mà còn chi. Thân thác thiệt rất thảm sâu, bụng đầu mổ hết đi chẳng còn món chi. Nói thôi trong giả sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy vị thánh thần trung quân, ai quốc nhân dân miếu thờ. Hướng đường tạc để bây giờ, mây lăng quán cựu trở trở đời này. Long xuyên tiền nhắm còn ghi, Long thuận chương lý miếu lăng còn thờ. Hà tiên hùng dòng về cơ, tử trần mà phát miếu thờ tạc danh. Địa đầu là xứ Bắc Thành, quan thượng tạ trần miếu ấy tốt thay. Chớ nay nhiều sự dị kỳ, làm quan tử trần miếu thờ ở đâu. Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cũng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đăng hấn đàn cho xong. Cùng như chim mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho xong mà về. Các nước giấy phổ tứ bề, Phật đi cùng chứ vị nào hề rảnh đâu. Minh Hoàng ngữ tại Nam Lầu, Phật cùng chứ vị lo thâu phép thần. Phi đao bửu kiếm rất đông, chúng đề thâu hết cứu trần gian nan. Quả lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lỗ Phật tổ đấu tràn nước ra. Núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dưng lục đến đó sao, có ông Yết Đế thâu mau thủy triều. Bàn môn thả thu rất nhiều, kỳ lân sư tử lại nhiều thú hung. Văn thù tai chấp thần cung, quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đã đoan, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quan âm Nam Hải bước sang, tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thoại ba tài trí đã đoan, thiên la địa vọng búa tràn tứ phương. Di Đà tay chấp thần thương, đánh ra một cái tan tành còn chi. Đạo lư diệu thuật rất kỳ, quá ra muôn thu ai bị đằng đâu. Thu sao tài phép lạ lùng, quá phép quá lừa khó thay cho đời. Nó quá nhiều phép kỳ tài, lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca. Phật tổ tôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thú yêu. Đạo lư phép nó rất nhiều, hoa bình hoa tướng như diều rất đông.
Phật tổ ngự tại dân trung sai tại thiên xuống thâu tan tướng diệu. Đạo lư tài phép đủ điều hóa ra ác thú thiệt nhiều rất hung. Phép tài biến hóa vô cùng, tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyến này cha mẹ lạc con, tân mùi khổ hải hỡi còn thông vôn. Nhâm thân chưa đặng chính tài, đến năm Quý Dậu hấn trào bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung ương tam giấy suy sang phí tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Định. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh đặng tàn, chừng nào đến vạn gia hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước mà sao, bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có này ai muốn thời nghe. Định mạo thứ nhất hẳn hoài, có tàu đông hấn Phật bà xét coi. Thập điện dở nẻo hẳn hoài, văn thù treo lưới bồm lèo xê sang. Mấy người tu niệm đặng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu. Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu rài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh răng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dạy thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đặng đến đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đặng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng nữa, sao lại bị âm binh hải rài. Quê lưu nào nại công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lanh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dinh làm gì. Bạc đâu lại sanh với chì vàng, đâu có lộn với thao cũng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chì làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang vào ác đức như chì gắn câu. Rủi tại đức xuống ao sâu, lùm vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báu cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dày, nói cho nam nữ xét rài mà coi.
thân tôi ở một cái chòi, cùng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng nào bãi núi thành vàng thì là mới đặng tánh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển thứ năm, thương thay trần hạ đời nay trời đã mở hội khổ ta nhiều bề. Các nơi chư quốc ủ ê, bốn phương khổ hải nhiều bề khó an. Nhân dân đều mắc tai nạn, đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Giáp tí chưa mấy tai nạn, sửu dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng ba mùng chinh xuất binh, ngày rằm xuất tướng dạy binh phép màu. Đến đâu đa nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung, binh dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thứ nhất oai cường, thiệt tướng tiền đường khôi phục đế vương. Ất Sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng nào ác thú quỷ vương, quả lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho già trẻ lo âu, Minh Vương khôi phục ân châu phong thần. Ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà cõi hội lâm dân trên trời. Ở trên mây bát giữa trời, tiêu thiệu ca sướng khác nào Trường An. Rau cho ba tấm đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bơ dân. Lần đặng chẳng biết mấy lần, nhân dân khổ hải thương ôi cho trần. Truyền rau chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay lên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Thay hung dữ chắc chiêu, bị loài thú dữ mất tiêu xác hồn. Ác nhân tâm mạng bất tồn, tu hành khác thể như bồn hoa tiên. Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn. Làm mát tánh mạng đâu còn, kiêu ngạo tu niệm mà lại còn mau tiêu. Bấy lâu trời Phật chắc chiêu, dưỡng núi nào có sự tiêu làm gì. Núi kẻ hung ác vô nghì, cao đầu lớn dốc đến thì cọp ăn. Nhân thời đắng ở ngoài, Phật trời bao dưỡng não hề mang tay. Trước
sao nói chẳng an bài, sợ dân náo động dấu hoài không cho. Binh dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu trì. Cầu nguyện bái Phật ly bì, Quan Âm Bồ Tát cứu thì khỏi lo. Phật biểu truyền dạy mấy lần, con đâu bỏ đó mang tay liền liền. Mang tay ba tánh lại phiền, mới tu mà muốn thành tiên tức thời. Tu như thuyền nó chạy khơi, có đau tu niệm hết thời lại thôi. Dương trần ở bạc như vôi, khi dễ thần thanh nghĩ thôi đau lòng. Cho nên mắt phải trong vòng, nói ra thì lại mất lòng chị anh. Bắt đầu phải sợ tóc xanh, liệt oanh vàng quốc cùng đương tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tan nhiều cách khổ hành lê dân. Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc lo cầu các nơi. Dầu cho giặc giả tới bời, kể sao cho hết tay trời dân ôi. Hạ quân nay đã hết rồi, Minh Hoàng cầu Phật lập đời thượng quân. Hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cứu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, ác nhân thời lại thác còn tuổi xanh. Ác thu lớp giật lớp dành, lớp lôi lớp kéo tanh bành loài gian. Ngồi trên mấy bát nào an, thấy kẻ vô nghĩa khó toan cứu dầm. Tu nhân thời đắng thung dung, giữa cùng tiếng Phật vô cùng hiển vinh. Lão sao kẻ khóc người than, công lưng mà chạy biết phương thế nào. Giặc thời vậy phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lan ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Định màu thanh chúa nối ngôi, thịnh tỷ ngài ngồi ngay vị chưa an. Cảnh ngủ mới ngữ chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toán tu hành. Phật tiên còn hơi sầu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. Năm năm sau tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn giành, cảm thương tần quốc kê mười phần còn hai. Tây phiên cuông gió chạy dài, Tiên Dương nó tính nay mai cùng đầu. Các nước chư quốc chư hầu, đều đi cống lễ hàng đầu Thánh Dương. Đại Nam xưng
hiểu tiên đường, nói đời nhà hơn bốn phương phục tùng. Nam trào Chúa Thánh quân trung, muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dẫu có Phật ta bà vạn dân thiên hạ, nhà nhà ấm no, quê lưu hết giả cần lo, lưu truyền một bổn rau cho dân tường. Phật trời thương hết trung ương, thiên nam tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khỏi hại như đời thường lai. Quê lưu ý tứ nào sai, đặng cho ba tánh gây trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi nói cho hết tiếng khổ thì thân tôi. Quyển thứ sáu Thượng Thái Trần Hạ đời này, nói cho bài niệm đắng mà giải khuây. Niệm Phật như thể trầm cây, dùng phân tươi nước thì cây đâm chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Lập vườn muốn lập cho nên, đắng nhiều cây nhánh vững bền dài lâu. Ở đời ít kẻ lo âu, niệm Phật ít tiếng câu mau nhiều lời. Mạng lo tranh đâu sớm trưa, tụng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu. Hạ quân gian ác rất nhiều, ở thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì, tâu cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn hủy hết vạn dân đời này. Dương trần hung ác lầm thay, nhân sao Bồ Tát sinh rài làm chi. Chư Phật mới tâu một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm thâm đa. Mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tâu cùng ngọc đế thứ tha dân nhờ. Ngọc hoàng nghe tâu ngẩn ngơ, chư thần vào tâu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Xin ngọc đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc hoàng phán rõ nguồn cơn, minh vương vốn thiệt là vua nhân từ. Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng minh vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho minh đế tỏ tường trước sau.
minh dương hết khúc quẳng đau cày tiên cùng Phật đi mau giải trần. Phật tiên tôi mới đổi phiền xuống ngay trần thế giả người bằng nhân. Giả điên rồi lại giả khùng cơ hàng rách đi lưới rất đi nên thảm sầu. Lách lẻo nào có ở đâu mặc tình trần hạ nào đâu ép tình. Thế gian nhiều kẻ chê cười chê rồi lại mến cười rồi lại ưa. Bây giờ chẳng khách như xưa có âm tiều lão ngăn ngừa đây dương. Có tiều thì biết ngõ đường không tiều thì mắt tay ương hoài hoài. Đến đâu thiên hạ an bài hết tai hết quả hết loài tà tinh. Hết đau hết nhức trong mình cho nên ba tánh theo nài tiều đi. Có người niệm Phật từ bi tiều có biết gì thiết tướng hô binh. Niệm Phật trừ chẳng đành tính lại mắng lại nhiếc lại lá ôm xòm. Thời là chứng bệnh phải mòn thuốc kia đôi muộn uống tiêu bệnh lành. Ác nhân khắc thể chỉ mạnh cầu trời khẩn Phật có lành chi đâu. Phật cứu chẳng đặng khó âu, tay mình bạc ác chịu sầu lao đau. Phật thương trần hạ xiết bao, cứ lo khuyên bảo sao dân bạc tình. Hễ là niệm Phật tụng kinh, Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình. Khỏi xa vào chốn diêm đình ta bà non núi màu linh thế trần. Núi non ngàn dặm cung gần dầu đi biển bắc đi non tầng xa bao. Tu niệm thì đặng thái bình đi đâu cùng có thần linh hộ mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Cũng đừng bé nạn chống trời xa vào chiến trận uống đời bơ dân. Xem đi xét lại mấy lần từ ti đến mèo không bình không an. Từ mèo đến ngõ đã đoan mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dầu có Phật ta bà thái bình ba tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết giả cần lo dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền thì là trần hạ khỏi nàng. Cảm dương sư dạy nay mai đi hoài, đi cho đến nỗi đất cháy. Đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân, người đã hết già ân cần. Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ, nghe qua rồi lại làm ngơ. Ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồng, làm sao mà gỡ cho xuông. Cây ông sư dạy gỡ cuồng mở cho. Tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toán lo đời.
tịnh, nhiều đứa chê cười, thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nó lại cười rè, thầy mày sao lại đặng về cõi tiên. Lung lăng xem thấy mà phiền, nó ỷ có tiền nên chẳng kể ai. E cho những cuộc đất cài mạnh, ai nấy đạp nói cho mà phòng. Nghèo nàn tu niệm nhất tâm, cũng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Cứ lo niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi họa khỏi loài yêu mang. Nói cho nam nữ trẻ già sang, giàu tích ác Phật nào cứu cho. Đừng thấy tu niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. E cho như thể rối tơ, không ai cứu đặng bơ vơ kêu trời. Ngồi buồn giải muộn giáo đời, dân an quốc thời thời tối thanh nhàn. Cầu cho mình để đặng an, đặng tôi trở lại lành trang với thầy. Kẻo mà thương vô như mây, thầy trò hai ngã lòng đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xuôi, là đời lý loạn nên tôi xa thầy. Đợt kia ai nở dứt dây, ba tôi thời cũng theo thầy không buông. Tuy là cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lâm đông, chê cười mặt thế cõi lòng nào sai. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đau nào thời cũng vãng lai mới màu. Bên lòng gắn giữ hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Vân tiên còn bị hàm oan, huống chi sĩ tử khỏi mang tiếng trần. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đặng các cây lân giữa kề. Thôi thôi đừng nói ủ ê, giải khuây khắp hết các bề quần châu. Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát. Quyển thứ bảy, ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn, mấy lời Phật biểu đôi chương ghi vào. Thương thay trần hạ xiết bao, cứ đem chuyện giữ chất cao như thành. Lưỡng thần biên chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đặng nào. Nhiều người thiệt rất hung hào, chẳng kể đầu bát tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít vào, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Thầy ai tu niệm cười chê, thầy hai dạy dội khỏi bề gian nan. Ngạch đời nói việc dị đoan, rủ nhau dùm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sao không suy xét vui chi bớ người. Tôi
nói chừng có đất trời ngáo cười đóa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng than chẳng có thấu trời xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu? Thuở xưa sáu chục bạc đầu đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có ăn lại ở hành kiêu nói mình ba hộ khí chê kẻ nghèo. Sáng giàu như bọt nước bèo nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khác thể như bèo nay dõi mai vịnh chiếu leo bên bờ. Tu hành nào có bơ vơ cũng như tầm nhầm có tơ bao ngoài. Ở trong như thể lâu đài khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt quả mắt tay nói cho hung ác luận bàn cười chê. Người lành khác thể quê mai lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già buông la tốt tươi mai non khổ héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trong tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám hung nô bị tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tâm lầm tay trình tuế mạng giống lại chùa. Châu xương tài sức không vừa mắt mưu quan thanh phải theo phục tùng. Sư đồ tài phép không cùng bị tài thúc bảo gợi mà thế nhi. Thành đô tài gã ai bị mắc tài quân ba thác thì đa ma. Dương phàm nào khác na tra còn lầm lễ thì quá mà tiếc cương. Trung thần là triệu khách thường gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ. Tước quyền trịnh thị nam dương bị nạn hàng thì một bây giờ thác quan. Long dương ở cõi hải gian khi người thầy bói nên chàng vong thân. Quyền trang tam tạng tu cần 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bát tình thời sau mắt phải thiên đình sự phân. Dân tiên mắt nạn mấy lần ngày sau người đặng ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân gian nan xa kể trong gái nhiều bề. Sau nàng chánh hậu hoàng thế trung trinh tiết hành ai chế bao giờ. Lang tâm như mụ di cơ thác rồi tiếng để nhấp nhơ đời đời. Dầu ai có giỏi dối đời trần gian không rõ Phật trời cũng hay. Trụ dương tụ sắc mê say nhà thương mất nước quân thần tan quan.
gái như nàng Võ Thị Lan, chê tiếng bông quán sao nàng lại đuôi. Lan Châu vốn thiết là cùi hết cân đài đỏ, sao ngồi báo ngôi vinh giang họ Tả chẳng rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tâm của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tài tới hòa, hết tinh tới tàn. Kể sao cho hết vậy mà, kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặt tình già trẻ xét xoay, chớ tôi đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai quá đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà, truyền rao trần thế trẻ già luận xem. Tu hành như thể cái đèn, lung lắng khác thể buộc chén kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền trao, mắt tình thiên hạ ai nào biết đâu. Ở đời đằng cá quên câu, được chim bè ná được đi cầu quên cây. Thân tôi như thể bị đài, bốn phương thiên hạ đông tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài, cuộc đời tôi có ép này chi ai. Tôi thầy có Phật Như Lai, mắt tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giật không dành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi. Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hưởng ngáo đời làm chi. Khoe mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngạo cười chi sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thuở này bình an. Sám giảng người đời của ông sư dạy ban khoai, quyển thứ tư Hạ Quân lục thập nhất niên. Thầy đã về cõi Tây Phương ấn mình, ất sửu phiên quốc chiến chính. Qua năm đinh mão nam mới đình giao ngôi. Hàm nghi thất quốc thường ngồi qua nơi Tây Bắc lãnh dòng gian nan. Các vị quan trấn thở than lên non ẩn sĩ cho an một bề. Tiên hoàng minh chúa ủ ê cảm thương lê thứ mắt dòng gian nan. Tiên dương vào chốn Phật đường, bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường. Thích ca nghe tâu khá thương, nói cùng mình đây hấn dương mạng rồi. Phật còn chưa đặng thành thơi, bị đại dư lúa uống gì để vương.
Mình nhớ hồi lúc Minh Vương liền quỳ đảnh lễ Phật trời tu thân. Thích Ca mới hỏi ân cần cớ sao hoàng đế tu thân làm gì. Minh Vương bạch Phật một khi Nam Trào mất nước tại thì nơi tôi. Bây giờ tôi biết lỗi rồi quy y cùng Phật cho tôi nói đời. Thích Ca nghe nói thương ôi, Minh Vương biết lỗi nước thôi mất rồi. Nếu mà như muốn phục hồi phải lo tu niệm vậy thời mới an. Minh Vương nước mắt chưa chan cúi đầu lại Phật mình vàng Thích Ca. Chư Phật xem thấy lụy xa cảm thương Nam Quốc còn xa cha rồi. Nói cùng mình để thương ôi, thất thập niên mới lập đời như xưa. Minh Vương nước mắt như mưa cảm thương lệ thứ thế siêu nặng nề. Chờ cho Nam Quốc phục hồi lao đao khổ hại chiến tranh bốn bề. Thương thay trần hạ ủ ê biết làm sao đành phụ về lê dân. Như lai lời mới tỏ phân muốn cho ba tánh vạn dân tu trì. Thời là phải cấy người đi trao truyền ba tánh điều thì thiện nhân. Cứ lo những việc thấu hiền bán giữ mua lành tai họa khỏi mang. Minh Vương nghe Phật giải tròn lụy nhỏ hai hàng chẳng biết cây ai. Như lai Phật tổ Thích Ca ngự tay non đòi đòi Phật Quan Âm. Truyền cho đạo sĩ chư tăng giả người dương thế giáo khuyên cõi trần. Quân Âm đạo sĩ già rân dưng lời Phật dạy lãnh phần giáo khuyên. Những người tàn tật khùng điên kêu trời ghéo Phật thần tiên đầm lòng. Thất nương lập hội công đồng chư thần tuần vạn bốn phương cõi trần đều vào đánh lễ Quan Âm. Đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi. Chư thần thất vị đều quỳ trần gian hung ác chẳng vì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng chúng sanh dạy lắm lỗi lầm nhiều khi. Cho nên mình để sầu bi quy y cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như lai Phật dạy đánh rành dạy bảo trần thế kết dành thiền duân. Chứ vì xin chớ giả hờn để tôi ránh dạy thiệt hơn cho trần. Chứ thần nghe dạy ân cần lùi về cung điện
thế trần tuần xem. Thấy trong ba tánh còn thêm lên tàu ngọc để đặng coi thế nào. Ngọc hoàng ngự tại điện trao truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương vạn dân thiên hạ hiện hùng thế nào. Chư thần tâu hết nằm hao tâu qua ngọc để thấp cao cho tường. Cõi trần nhiều đứa hùng cường khinh khi trời Phật chẳng nhượng thần tiên. Kêu ôn rủa dịch liên liền cho nên tôi đến án tiền quỳ đâu. Ngọc hoàng ngữ giữa điện châu sai thần ổn dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành rải nhiều thứ trái chân lành cho dân. Năm ông vội và tỏ phân tâu quá Phật tổ cứu dân tai nạn. Thích Ca chưa có tỏ tường có sao chứ vì tâm đường Tây Phương. Năm ông bạch lại Phật tường ngọc hoàng linh dạy ngụ phương xuống trần. Hãy coi trung ương dân dân cho nên tôi mới tỏ trần Phật hay. Thích Ca lụy ứa châu mài thương thái trần thế mắt rài tay ương. Mau mau kịp tới tòa chương tâu qua ngọc đế xin thương y cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân thứ dùng cho nó tu thân nó nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ mới sai lý tình một giờ ra đi. Đổi sang thất vị nương nương vào chầu ngọc bệ cho ta phân tường. Thất nương vào tại ngọc đường sắc kê lịnh ngọc đế bài tường thi chung. Hạ quân nay đã muốn cùng hai kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha biết kiến trời Phật chùa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh cứ giữ việc lành hơn lập am dân. Bên lòng niệm chữ từ bi nữa sao có Phật dắt đi tỏa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn bây giờ có Phật bước sang Nam Trào. Người đời như thể chim bao thay hồn đổi xác biết bao nhiêu rài. Phật còn giả kẻ ăn mày ai mà biết đặng lẽ này thiệt hơn. Ông thời giả giải giả điên, ông thời giả kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi cho nên mắt phải chịu rài tay ương. Tất nguyện này thiệt khá thương, xin cho bù chỉ các chú ở chợ quê. Thấy giàu nhiều đứa u mê, quyền cao chức
thấy ai tu tánh tu nghi, sáng giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề phước, đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hành cháu con. Cửu quyền nay đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiên. Mạng lo lớn chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật chê trời nhiều nỗi thiết tha. Chứ Phật lụy ứa chan hòa, thường thay trần thế lại mà Quan Âm. Dạy bảo trần thế kéo lầm, sửu dần xuất thánh lo cầm binh cơ. Binh dần thấy việc ngân ngơ, qua năm đinh mão ngân ơi một hồi. Chồng nam vợ bắt dân ngôi, nói cho trần hạ giữ thôi kẻo lầm. Ai mà thiện niệm nhất tâm, tu nhân tích đức khỏi lầm tai ương. Phật còn chẳng đặng thành thơi, huống chi trần hạ mà an nổi gì. Hết đây đến nước dĩ kỳ, dỗ dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha rồi xuống làng, vũ dân đoạt của Đại Nam tiện trào. Cuộc đời khổ hại biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền rao dân thường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng mê theo đạo quỷ dương làm gì. Như mê theo đạo dĩ kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tâm. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác có công danh gì. Người nam theo đạo dĩ kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đánh làm ma, hồn khôn thiên cầu ăn mà còn chi. Thân thác thiệt rất thảm sâu, bụng đầu mổ hết thì chẳng còn món chi. Nói thôi trong giả sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy vị thánh thần, trung quân ai quốc nhân dân miếu thờ. Hướng đường tạc để bây giờ, mây lăng quán cựu trở trở đời này. Long xuyên tiền nhắm còn ghi, Long thuận chương lý miếu lăng còn thờ. Hà tiên hùng dòng về cơ, tử trần mà phát miếu thờ tạc danh. Địa đầu là xứ Bắc Thành, quan thượng tạ trần miếu ấy tốt thay. Chớ nay nhiều sự dị kỳ, làm quan tử trần miếu thờ ở đâu. Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cũng sang.
đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đăng ấn đàn cho xong. Cùng như chim mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho xong mà về. Các nước dây phụ tứ bề Phật, cùng chứ vị nào hề rảnh đâu. Minh Hoàng ngự tại Nam Lầu, Phật cùng chứ vị lo thâu phép thần. Phi đao bửu kiếm rất đông, chúng đề thâu hết cứu trần gian nan. Quả lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lỗ Phật tổ đấu tràn nước ra. Núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lặc thâu mà non cao. Nước dừng lục đến đó sao, có ông biết để thâu mau thủy triều. Bàn môn thả thu rất nhiều, kỳ lân sư tử lại nhiều thú hung. Văn thù tái chấp thần cung, quê quan cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đã đoan, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quan âm Nam Hải bước sang, tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thoại ba tài trí đã đoan, thiên la địa vọng búa tràn tứ phương. Dĩ đà tai chấp thần thương, đánh ra một cái tan tành còn chi. Đạo lư diệu thuật rất kỳ, hóa ra muôn thu ai bị đằng đâu. Thu sau tài phép lạ lùng, quá phép quá lừa khó thay cho đời. Nó quá nhiều phép cây tài, lửa cháy nước ngập rất nên thảm sầu. Chư thần xem thấy lắc đầu, trừ sao cho đặng lên cầu Thích Ca. Phật tổ tôi mới phán ra, sai ông hộ pháp bắt mà thú yêu. Đạo lư phép nó rất nhiều, hoa bình hoa tướng như diều rất đông. Phật tổ ngự tại dân trung, sai tại thiên xuống thâu tan tướng diều. Đạo lư tài phép đủ điều, hóa ra ác thú thiệt nhiều rất hung. Phép tài biến quá vô cùng, tu hành thì khỏi làm hung đâu còn. Chuyến này cha mẹ lạc con, tân mùi khổ hải hỡi còn thông vôn. Nhâm thân chưa đặng chính tài, đến năm Quý Dậu hấn trào bình an. Thiên đường địa ngục hiệp sang, trung ương tam giấy xuê sang phí tình. Nói cho ba tánh làm tin, đừng mê đạo khác mà quên Nam Định. Đến chừng gặp hội bình minh, gươm nào tội nấy chớ tình thở than. Nói cho ba tánh tình tàn, chừng nào đến dạng giá hoàng biết nhau. Bấy lâu nói trước
mà sao bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi. Như ai mà có nghi ngờ, tôi thề chứng có Phật trời nào sai. Nam mô Đức Phật Như Lai, tôi chẳng có nài ai muốn thời nghe. Định mạo thứ nhất hẳn hoài, có tàu đông hấn Phật bà xét coi. Thập điện dở nẻo hẳn hoài, văn thù treo lưới bồm lèo xê sang. Mấy người tu niệm đằng an, những kẻ làm ác có còn ở đâu. Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu rài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh răng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dạy thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đặng đến đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đặng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng nữa, sao lại bị âm binh hải rài. Quê lưu nào nại công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lanh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dinh làm gì. Bạc đâu lại sanh với chì vàng, đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chì làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang vào ác đức như chì gắn câu. Rồi tại đức xuống ao sâu, lùng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báu cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dày, nói cho nam nữ xét rài mà coi. Thân tôi ở một cái chòi, cũng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng nào bãi núi thành vàng, thì là mới đặng tánh nhàn tâm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quyển thứ năm, thương thay trần hạ đời nay, trời đã mở hội khổ thay nhiều bề. Các nơi chư quốc ủ ê, bốn phương khổ hải nhiều bề khó an. Nhân dân đều mắt tay nàng, đói đau khổ hải rộn ràng trái ban. Giáp tí chưa mấy tay nàng, sửu dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng ba mùng chín xuất binh, ngày rằm xuất tướng dạy binh phép màu. Đến đâu đa nổ súng
chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Ất Sửu này xuất tướng trung, binh dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thứ nhất oai cường, thiệt tướng tiền đường khôi phục đế vương. Ất Sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng nào ác thú quỷ vương, quả lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho già trẻ lo âu, Minh Vương khôi phục ân châu phong thần. Ráng mà tu niệm ân cần, đặng mà cõi hội lắm dân trên trời. Ở trên mây bát giữa trời, tiêu thiệu cá sướng khác nào Trường An. Rau cho ba tấm đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bơ dân. Lần đặng chẳng biết mấy lần, nhân dân khổ hải thương ôi cho trần. Truyền rau chẳng biết mấy lần, thương đợi trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cảm thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nó bay lên cao, đến đâu cháy đó chỗ nào cũng tiêu. Thương thay hung dữ chắc chiêu, bị loài thú dữ mất tiêu xác hồn. Ác nhân tâm mạng bất tồn, tu hành khác thể như bồn hoa tiên. Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn. Làm ác tánh mạng đâu còn, kiêu ngạo tu niệm mà lại còn mau tiêu. Bấy lâu trời Phật chắc chiêu, dưỡng núi nào có sự tiêu làm gì. Nuôi kẻ hung ác vô nghì, cao đầu lớn dốc đến thì cọp ăn. Tu nhân thời đắng ở ngoài, Phật trời bảo dưỡng não hề mang tay. Trước sau nói chẳng an bài, sợ dân não đồng dấu hoài không cho. Binh dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu trì. Cầu nguyện bái Phật ly bì, Quan Âm Bồ Tát cứu thì khỏi lo. Phật biểu truyền dạy mấy lần, con đâu bỏ đó mang tay liền liền. Mang tay ba tánh lại phiền, mới tu mà muốn thành tiên tức thời. Tu như thuyền nó chạy khơi, có đau tu niệm hết thời lại thôi. Dương trần ở bạc như vôi, khi dễ thần thanh nghĩ thôi đau lòng. Cho nên mắt phải trong vòng, nói ra thì lại mất lòng chị anh. Bắt đầu phải sợ tóc xanh, liệt oanh vạn quốc cùng đương tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tán nhiều cách khổ hành lê dân.
Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc kỳ lo cầu các nơi. Dầu cho dịch giả tới bời, kể sao cho hết tay trời dân ôi. Hạ quân nay đã hết rồi, Minh Hoàng cầu Phật lập đời thượng quân. Tu hành nhân đức thì hơn, thay hồn đổi xác nhờ ơn cứu trùng. Hết tục rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dạy mới yên mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, ác nhân thời lại thác còn tuổi xanh. Ác thu lớp giật lớp dành, lớp lôi lớp kéo tanh bành loài gian. Ngồi trên mấy bát nào an, thấy kẻ vô nghĩa khó toan cứu dầm. Tu nhân thời đắng thung dung, giữa cùng tiếng Phật vô cùng hiển vinh. Lão sao kẻ khóc người than, công lưng mà chạy biết phương thế nào. Giặc thời vậy phủ khắp bao, đói nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lang ác thú thời đông, trốn đâu cho khỏi khó mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hội nghị tôn hoàng đế vương. Đinh Mạo Thanh Chúa nối ngôi, thịnh tỷ ngài ngồi ngay vị chưa an. Canh ngủ mới ngữ chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toán tu hành. Phật tiên còn hỡi sầu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. Năm năm sau tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Chỗ nào nó cũng muốn giành, cảm thương Tần Quốc kia mười phần còn hai. Tây phiên cuông gió chạy dài, tiên dương nó tính nay mai cùng đầu. Các nước chư quốc chư hầu, đều đi cống lễ hàng đầu thánh dương. Đại Nam xưng hiểu tiên đường, nói đời nhà hơn bốn phương phục tùng. Nam trào Chúa Thánh Quân Trung, muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dẫu có Phật ta bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Quê lưu hết giả cần lo, lưu truyền một bổn rau cho dân tường. Phật trời thương hết trung ương, thiên nam tính nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khỏi hại như đời thường lai. Huệ lưu ý tứ nào sai, đặng cho ba tánh gây trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi, nói cho hết tiếng khổ thì thân tôi. Quyển thư sau, thương thay trần hạ đời này, nói cho bài niệm đắng mà giải khuây.
Niệm Phật như thể trồng cây, dùng phần tươi nước thì cây đông chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cũng như cây bén mà mình nhổ lên. Lập vườn muốn lập chỗ nên, đắng nhiều cây nhánh vững bền dài lâu. Ở đời ít kẻ lo âu, niệm Phật ít tiếng câu mau nhiều lời. Mạng lo tranh đâu sớm trưa, tụng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu. Hạ quân gian ác rất nhiều, ở thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh vương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu rài hạ quân. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật giải cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến trước đơn trì tâu, cùng ngọc đế chớ hờn chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chẳng đặng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn quỷ hết vạn dân đời này. Dương trần hung ác lầm thay, nhân sao Bồ Tát xin rài làm chi. Chư Phật mời tâu một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi lỗi lầm. Minh vương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không chúa lỗi lầm thâm đa. Mới qua cầu lĩnh Thích Ca, tâu cùng ngọc đế thứ tha dân nhờ. Ngọc hoàng nghe tâu ngẩn ngơ, chư thần vào tâu thiên cung cho tường. Minh vương cậy khắp bốn phương, dạy bảo xuống cõi trung ương tu trì. Cuối xin ngọc đế xét suy, dương trần nhiều kẻ vậy thì tu thân. Ngọc hoàng phán rõ nguồn cơn, minh vương vốn thiệt là vua nhân từ. Thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng minh vương. Chư Phật về cõi Tây Phương, nói cho minh đế tỏ tường trước sau. Minh vương hết khúc quặn đau, cậy tiên cùng Phật đi mau giải trần. Phật tiên thôi mới đổi phiền, xuống ngay trần thế giả người bần nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách đi rưỡi rất đi nên thảm sầu. Lắc lẻo nào có ở đâu, mặc tình trần hạ nào đâu ép tình. Thế gian nhiều kẻ chê cười, chê rồi lại mến cười rồi lại ưa. Bây giờ chẳng khác như xưa, có âm tiều lão ngăn ngừa đế vương. Có tiều thì biết ngõ đường, không tiều thì mắt tay ương hoài hoài. Đến đâu thiên hạ an bài, hết tai hết quả hết loài tà tinh. Hết đau hết nhức trong mình, cho nên ba tánh theo nài tiều đi. Có người niệm Phật từ bi, tiều có biết gì thiết tướng hô binh.
niệm Phật trừ chẳng đành tính, lại mắng lại nhiếc lại la ôm xồm. Thời là chứng bệnh phải mòn thuốc kia đôi muộn, uống tiêu bệnh lành. Ác nhân khắc thể chỉ mạnh, cầu trời khẩn Phật có lành chi đâu. Phật cứu chẳng đặng khó âu, tay mình bạc ác chịu sầu lao đau. Phật thương trần hạ xiết bao, cứ lo khuyên bảo sao dân bạc tình. Hãy là niệm Phật tụng kinh, Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình. Khỏi xa vào chốn diêm đình, ta bà non núi màu linh thế trần. Núi non ngàn dặm cung gần, dầu đi biển bắc đi non tầng xa bao. Tu niệm thì đặng thái bình, đi đâu cùng có thần linh hộ mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai coi đời. Cũng đừng bé nạn chống trời xa, vào chiến trận uống đời bơ dân. Xem đi xét lại mấy lần, từ ti đến mèo không bình không an. Từ mèo đến ngõ đã đoan, mùi thân thiên hạ mới an cửa nhà. Quý dầu có Phật ta bà thái bình, ba tánh nhà nhà ấm no. Phật tiên hết giả cần lo, dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền, thì là trần há khỏi nàng. Cảm dương sư dạy nay mai đi hoài, đi cho đến nỗi đất cháy. Đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân, người đã hết già ân cần. Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ, nghe qua rồi lại làm ngơ. Ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồng, làm sao mà gỡ cho xuông. Cây ông sư dạy gỡ cuồng mở cho, tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toán lo đời. Thầy nghĩa tớ đừng quên, xử cho tròn nghĩa mới nên con người. Vô tình nhiều đứa chê cười, thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nó lại cười rè, thầy mày sao lại đặng về cõi tiên. Lăng xem thấy mà phiền, nó ỷ có tiền nên chẳng kể ai. E cho những cuộc đất cài mạnh, ai nấy đạp nói cho mà phòng. Nghèo nàn tu niệm nhất tâm, cũng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Lo niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi họa khỏi loài yêu ma. Nói cho nam nữ trẻ già sang, giàu tích ác Phật nào cứu cho. Đừng thấy tu niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. E cho như thể rối tơ, không ai cứu đặng bơ vơ kêu
trời. Ngồi buồn giải muộn dấu đời, vẫn an quốc thời thời tôi thanh nhàn. Cầu cho minh để đặng an, đặng tôi trở lại lành trang với thầy. Kẻo mà thương vô như mây, thầy trò hai ngã lầm đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xuôi, là đời lý loạn nên tôi xa thầy. Đợt kia ai nỡ dứt dây, ba tôi thời cũng theo thầy không buông. Tuy là cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lâm đông, chê cười mặt thế cõi lầm nào sai. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đau nào thời cũng vãng lai mới màu. Bên lòng gắn giữ hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Dân tiên còn bị hàm oan, huống chi sĩ tử khỏi mang tiếng trần. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đặng các cây lân vừa kề. Thôi thôi đừng nói ủ ê, giải khuây khắp hết các bề quần châu. Nam mô Di Lặc Bồ Tát Ma Tát. Quyển thứ bảy, ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn, mấy lời Phật biểu đôi trương ghi vào. Thương thay trần hạ xiết bao, cứ đem chuyện giữ chất cao như thành. Lưỡng thần biến chép đành rành, tội dư trăm tội ai xin đặng nào. Nhiều người thiệt rất hung hào, chẳng kể đầu bạc tuổi cao chút nào. Am dân thì lại ít vào, cho nên mắt phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hai dạy dội khỏi bề gian nan. Ngặt đời nói việc dị đoan, rủ nhau dùm miệng ngửa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới mười, sao không suy xét vui chi bớ người. Tôi nói chừng có đất trời, ngáo cười đọa cửa thứ mười dân ơi. Ngưỡng than chẳng có thấu trời, xa vào hắc ám biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu. Thuở xưa sáu chục bạc đầu, đời nay ba chục tóc râu bạc nhiều. Có ăn lại ở hành kiêu, nói mình ba hộ khí chê kẻ nghèo. Sáng giàu như bọt nước bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng xưa. Dầu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khắc thể như bèo, nay dõi mai bình chiếu leo bên bờ. Tu hành nào có bơ vơ,
cũng như tầm nhầm có tơ bao ngoài. Ở trong như thể lâu đài, khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt quả mắt tay, nói cho hung ác luận bàn cười chê. Người lành khác thể quý mai, lung lăng khác thể như chai vậy mà. Mai già buông la tốt tươi, mai non khổ héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trông, tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám hung nâu, bị tài nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tâm, lầm tay trình tuệ mạng giống lại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu quan thanh phải theo phục tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bị tài thúc bảo gợi mà thế nhi. Thành đô tài gã ai bị, mắt tài quân ba thác thì đa ma. Dương phàm nào khác na tra, còn lầm lễ thì quá mà tiếc cương. Thần là triệu khách thường, gian thần vừa diệt thiên dương miễu thờ. Tước quyền trịnh thị nam dương, bị nạn hàng thì một bây giờ thác quan. Long dương ở cõi hải gian, khi người thầy bói nên chàng dông thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh Hâm là đứa bát tình, thời sau mắt phải thiên đình xử phân. Dân tiên mắt nạn mấy lần, ngày sau người đặng ấn rồng trị dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xa kể trong gái nhiều bề. Sau nàng chánh hậu hoàng thế, trung trinh tiết hành ai chế bao giờ. Lan tâm như mụ di cơ, thác rồi tiếng để nhấp nhơ đời đời. Dầu ai có giỏi dối đời, trần gian không rõ Phật trời cũng hay. Trụ dương tụ sắc mê say, nhà thương mất nước quân thần tan quan. Gái như nàng võ thị lan, chê tiếng bông quán sao nàng lại đuôi. Lan châu vốn thiết là cùi, hết cơn đài đỏ sao ngồi báo ngôi. Vinh giang họ tả chắn rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đọa tổ tâm của mình. Tham gian hung ác bất minh, hết tài tới hòa, hết tinh tới tàn. Kể sao cho hết vậy mà, kinh này nói tích ai dùng thời coi. Mặt tình già trẻ xét xoay, chớ tôi đâu có đồ nồi rút ra. Mấy bài của Phật cho ta, chớ đâu nào có sai quá đâu mà. Cũng nhờ Đức Phật Di Đà, truyền rao trần thế trẻ già luận xem.
hành như thể cái đèn lung lắng khác thể buộc chén kẹt rào. Thiện ác Phật đã truyền trao mắt tình thiên hạ ấy nào biết đâu. Ở đời đằng cá quên câu, được chim bè ná được cái cầu quên cây. Thân tôi như thể bị đài bốn phương thiên hạ đông tây tới hoài. Phật cho giải muộn một bài, cuộc đời tôi có ép này chi ai. Tôi thầy có Phật Như Lai, mắt tình thiên hạ dành ai thì dành. Chớ tôi không giựt không dành, sao lại nhiều kẻ tranh hành với tôi. Ai ai cũng ở trong trời, phần ai nấy hưởng ngáo đời làm chi. Khoe mình tài trí tiên tri, sao mà theo ngạo cười chi sĩ hiền. Khổ đoạn lại khổ đoạn trường, thấy đời kiêu ngạo mà buồn lắm thay. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, chứng minh trần thế thuở này bình an.